là một xã vùng cao thuần nông, dân số đông nhưng ít đất sản xuất, đời sống của nhân dân còn nhiều khó khăn. Trước thực tế đó, cấp ủy chính quyền xã Hưng Đạo, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng đã không ngừng học hỏi, tìm hiểu, mạnh dạn xây dựng nhiều mô hình chuyển đổi kinh tế theo hướng thương mại dịch vụ. Thành công từ mô hình điểm, Đảng ủy đã xây dựng nghị quyết, triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, phù hợp, tạo ra bước ngoặt trong phát triển kinh tế, đưa Hưng Đạo từ xã thuần nông nghèo trở thành xã đi đầu trong toàn tỉnh Cao Bằng về xây dựng nông thôn mới, phát triển theo hướng thương mại dịch vụ, nâng cao chất lượng cuộc sống cho đồng bào các dân tộc ở địa phương. Là một địa phương thuần nông, có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Khi mới bắt tay vào xây dựng nông thôn mới, xã Hưng Đạo gặp nhiều khó khăn do hạ tầng xã hội còn yếu kém, nhận thức của người dân về xây dựng nông thôn mới chưa cao. Một số hộ dân cũng như hộ kinh doanh, người ta còn vướng mắc về kinh phí, về nguồn vốn. Do vậy là trong cái công tác tuyên truyền vận động thì cũng còn gặp nhiều khó khăn vướng mắc. Thứ hai là một số hộ dân họ cũng ngại chuyển đổi, họ cũng muốn duy trì các cái cây trồng vật nuôi ở trên địa bàn đã có từ lâu. Xác định được những khó khăn nên ngay từ khi bắt tay vào xây dựng nông thôn mới, Đảng bộ xã Hưng Đạo đã xác định phải không ngừng tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho nhân dân, đi kèm với tập trung chỉ đạo phát triển sản xuất, tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Trong đó đặt mục tiêu chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn theo hướng thương mại dịch vụ, lấy người nông dân làm trung tâm, đặt thổ nhưỡng khí hậu làm lợi thế. Từ đó tìm tòi định hướng cùng bà con xây dựng các mô hình kinh tế mới, từng bước chuyển đổi ngành nghề, tạo công ăn việc làm và tăng thu nhập cho người lao động. Từ những khó khăn đó thì Đảng ủy cũng đã ra nghị quyết hàng tháng là chỉ đạo là các xóm phố và đặc biệt là các cái hộ kinh doanh là nghiên cứu cũng như là tham quan các cái mô hình có hiệu quả kinh tế cao của các đơn vị bạn trong tỉnh cũng như là ngoài tỉnh. Đảng ủy cũng chỉ đạo thường xuyên và đặc biệt là các thành viên trong ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của xã phân công phụ trách các đồng chí là ủy viên ban chấp hành đến các xóm mà thực hiện các cái mô hình điểm, đặc biệt là các cái mô hình phát triển kinh tế, thường xuyên gần gũi và bám nắm, đặc biệt là các cái chủ hợp tác xã cũng như là các hộ kinh doanh. Về Đảng ủy thì cũng có ý kiến với thành phố là tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các cái hộ trên địa bàn cũng như là các hợp tác xã trên địa bàn là vay các cái nguồn vốn có ưu đãi thấp nhất như là nguồn vốn ngân hàng chính sách, hai là nguồn vốn quỹ hỗ trợ nông dân của tại chỗ. Và các cái nguồn vốn khác mà có chính sách ưu đãi cho các hộ kinh doanh. Với sự sát sao đồng hành của những người đứng đầu cấp ủy, cơ sở nuôi trồng nấm Hương này, từ chỗ sản xuất nhỏ lẻ theo quy mô hộ gia đình, giờ đây đã phát triển với quy mô hàng nghìn mét vuông, tạo công ăn việc làm cho hàng chục lao động trong vùng. Xưởng thì hoạt động được 4-5 năm rồi, thì đang bắt đầu phát triển, từ lúc đầu là làm nhỏ. Bây giờ là cũng làm bắt đầu mở rộng dần ra, tạo công ăn việc làm cho chúng tôi. Đấy, thì thu nhập cũng so với làm ruộng, làm nông thôn thì nó cũng khá hơn nhiều. Tháng này cũng 6 triệu, 7 triệu. Nếu mà tăng ca thì hơn nữa. Thì còn cuối năm thì nếu mà ấy thì là cũng lãnh đạo cũng thưởng Tết cho chúng tôi. Cơ sở tôi đi vào hoạt động cũng được khoảng 5 năm rồi. Cũng thường xuyên được các cấp lãnh đạo ở tỉnh và ở xã quan tâm, thăm hỏi và động viên cơ sở để cơ sở chúng tôi cũng phát triển được như ngày hôm nay. Và cơ sở chúng tôi hiện tại thì rộng hơn 6.000 mét vuông và tạo công ăn việc làm cho được 11 lao động thường xuyên. Sản lượng nấm thì hiện tại thì tính trung bình thì tầm khoảng 600-700 kg một ngày. Và mức tiêu thụ thì là cũng sản phẩm ra đến đâu thì là tiêu thụ được hết đến đấy. Thị trường thì tiêu thụ ở Hà Nội, ở Thái Bình, ở Hải Phòng, ở Bắc Giang. Sản phẩm của tôi hiện tại thì là được đạt chứng nhận thực hành nông nghiệp sạch, đạt tiêu chuẩn Việt Gáp và đang làm hồ sơ đạt tiêu chuẩn OCOP. Mô hình sản xuất bún khô ngũ sắc này là một trong những sản phẩm mới được tạo ra
từ sự dày công nghiên cứu của người nông dân vùng cao và sự đồng hành của cả cấp ủy chính quyền địa phương trong việc hướng dẫn người nông dân chuyển đổi từ sản xuất nông nghiệp sang thương mại dịch vụ. Bằng việc tận dụng và phát huy những nguyên liệu sẵn có của địa phương, họ đã tạo nên một sản phẩm mới lạ, thu hút được sự quan tâm sử dụng của người tiêu dùng, đem lại công ăn việc làm ổn định cho người nông dân trong xã. Chính quyền địa phương là cũng có hỗ trợ và tham gia trao đổi với lại xưởng thường xuyên về cái công tác an toàn vệ sinh thực phẩm và định hướng sản phẩm. Trung bình một năm sản lượng bún của cơ sở là trên 50 tấn. Công nhân trung bình là có ta dao động từ 6 đến 10 người. Toàn các lao động của địa phương. Trong năm 2023 này là xưởng sẽ hoàn thiện cái hồ sơ để tham gia OCOP để cho cái sản phẩm mình có thêm uy tín và có thể đi được xa hơn, được nhiều bà con biết đến và ủng hộ hơn về cái sản phẩm địa phương. Xã thì cũng quan tâm đến các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn, và đặc biệt là sẽ hỗ trợ về các thủ tục pháp lý và cũng đồng thời là cũng xuống thăm hỏi động viên, cũng đồng hành và chia sẻ những khó khăn vướng mắc cho các cơ sở. Mong muốn của địa phương là cũng tiếp tục là mở rộng các mô hình để tạo thu nhập cho gia đình. Thứ hai nữa là tạo cái nguồn việc làm cho nhân dân xung quanh để tăng cái nguồn thu nhập. Nếu cấp ủy đảng, chính quyền đã sâu sát làm gương trong việc gần dân, sát dân, đồng hành với từng cơ sở sản xuất để cùng người nông dân tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy ngành nghề dịch vụ ngày một phát triển, thì ở mô hình trồng sâu tây tại thôn Đà Quận này, những người đứng đầu thôn xóm lại là người tập hợp sức mạnh, vận động người nông dân vùng cao tham gia xây dựng kinh tế hợp tác, trở thành những người nông dân hiện đại, thành thạo khoa học công nghệ, từng bước ổn định cuộc sống. Bí thư chi bộ với lại các khuyến nông xóm vẫn xuống đây để hướng dẫn kỹ thuật cho công nhân làm. Từ ngày thành lập hợp tác xã này tôi vào làm, năm nay là năm thứ tư. Với những cải tiến của khoa học hiện đại như bây giờ thì trồng những cây này thu nhập sẽ cao hơn. Địa bàn của xóm thì cũng có hai cái mô hình, tức là thứ nhất là cái mô hình trồng dâu tây và trồng dưa lưới, trồng nho để tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập, ổn định cuộc sống và từng bước góp phần vào phát triển kinh tế tại địa phương. Hỗ trợ người dân áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào phát triển sản xuất, tạo cơ hội cho người nghèo tiếp cận với các nguồn vốn lãi suất thấp để chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, mở rộng các ngành nghề dịch vụ. Hàng năm, xã Hưng Đạo kết hợp với các ngành chức năng triển khai trồng khảo nghiệm các loại giống mới có năng suất chất lượng cao, mở các lớp tập huấn kỹ thuật, hội thảo đầu bờ, đồng thời tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, cá nhân đầu tư bao tiêu sản phẩm cho nhân dân. Qua đó, nhiều hộ gia đình đã mạnh dạn đầu tư xây dựng các dự án, mô hình kinh tế có giá trị cao, áp dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất. Nhiều hộ đã có thu nhập từ 500 đến 700 triệu đồng một năm. Tuyên truyền vận động các hộ gia đình, thứ nhất là chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ những cái đất sản xuất mà không có thu nhập thì chuyển đổi sang cái loại giống cây trồng có năng suất hiệu quả cao hơn. Các cái mô hình tiêu biểu sản xuất trên địa bàn như là có sản xuất nấm hương, dâu tây và một số mô hình dưa lưới khác. Thu nhập chính của người dân trên địa bàn hiện nay khoảng từ 45 đến 47 triệu đồng trên đầu người. Nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, chăm lo đời sống vật chất tinh thần của nhân dân, thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ ở cơ sở, lấy tuyên truyền vận động nhân dân làm phương châm hoạt động. Với cách làm đó, cấp ủy chính quyền xã Hưng Đạo đã tạo được sự đồng thuận cao trong cộng đồng. Từ đó, nhân dân tích cực tham gia cuộc vận động, toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, góp phần đưa Hưng Đạo về đích nông thôn mới sớm 4 năm so với nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Cao Bằng và Đảng bộ xã đã đề ra, qua đó làm thay đổi căn bản diện mạo của nông thôn, đời sống tinh thần của nhân dân trong xã từng bước ổn định và nâng cao.